Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người trải nghiệm con game cũng khá là cũ rồi, nhưng mà cái lượt đánh giá cũng như là lượt tải số của nó cũng khá là cao. Một cái nữa là cái phần đồ họa mình thấy là hợp với gu của mình. Đó mọi người ạ. Đây mọi người có thể xem qua trước này. Cái phần đồ họa của nó khá là nhìn nó đẹp đẹp ấy. Đấy, cho nên mình sẽ tải game về và trải nghiệm với lại anh em nhá. Ở đây thì mình đã tải game về rồi, thì dung lượng tải một tầm khoảng là 1 GB 2. Lượt tải số mà tầm khoảng là 500.000 các bạn. Ok, chúng ta thử vào game nhá, xem là có gì nhanh hay không. Tên game là Seres. Seres em. Seres. Cái phần nhạc nền của game ấy thì khá hay. Mình đánh giá là được. Thông báo à? À, anh em xin nhập tên vào đây. Ôi. Có hai cái server chính, một là server toàn cầu, hai là server của Hàn Quốc các bạn ạ. Anh em đang vào phần cốt truyện đây. Đây là Phuthon tổng tư lệnh. Tuy là game của nước ngoài nhưng mà anh sẽ được Việt hóa hết mà, cho nên là không cần phải lo lắm đâu. Không có giọng ghi âm các bạn ạ. Bảo vệ phía sau phần còn lại hay là theo ta. Ôi, để dù xuống. Khả năng cũng sẽ là một game dàn trận đánh theo lượt rồi các bạn ạ. Đấy, mình biết ngay ấy mà. Là một game dàn trận đánh theo lượt. Cái phần đồ họa được xây dựng cũng khá là mình đánh giá là được. À, anh em sẽ có bộ skill đây. Ủa, đã ăn một combo từ phía sau nữa. Ok, anh em sẽ đến với con trùm 4 sao Ultimate Skin. Chọn Tommy này. Tối thượng của Tommy. Chọn mục tiêu. À, anh em sẽ có khá là nhiều các bước. Đinh nhìn là những kiểu là skill cuối ạ. Ủa. Ba trưởng nhỉ, được phết đấy. Ui, có phải hàng hàng rào các bạn. Ủa. Pan, đây gọi là Pan Pantheon trong 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 liên minh đây các bạn. À, mà phần đồ họa nó làm kinh lên rồi. Màu mèo quá. Ủa, mình hẹo rồi. À đâu, nó hẹo chứ, quên mất. Máu này mà ở phần này mình là cứ tưởng là mình. Bình thường ấy thì những cái game đánh thuật thì nó sẽ chọt một hai cái hiệu ứng, nhưng mà đây là hiệu ứng kinh khủng quá. Command là thứ thì một cái Davis. Ủa, thằng này phản bội à? Không được, không được. Đây là một tội phản quốc. Trời ơi, tôi sẽ không này một lần nữa. Đâu, đúng ngốc. Ủa. Tên này là tên là phản bội các bạn. Cassandra. Cái thế giới này cũng là một cái thế giới mở và nó dạng như là nó không theo một cái cốt truyện nào.
Con game này đến cái tầm năm 2021 như mình đang chơi nên thì vẫn có những cái người chơi thường xuyên nha các bạn nhé. Cho nên là mình thấy hay hay và review với lại mọi người luôn. Ravi Crystal Famine ở mảnh kim 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 cương à? Mình sẽ đi nhanh nhé các bạn nhé, mình sẽ không đọc cái phần cốt truyện nữa. Mọi người có thể tải game về và đọc thêm phần cốt truyện giúp mình. À, chỉ ngón tay để thay đổi cái phần góc nhìn các bạn. Zoom ra. Ok. Anh em sẽ có một cái nhìn khá là trực quan luôn, nhìn từ bên phía địch này, bên phía mình này, nhìn từ trên xuống và nhìn từ dưới lên. Dã man nhỉ. Cái con game lần trước mình chơi là với gì với các bạn ấy, nó chỉ được một cái góc nhìn từ phía sau của bên phía của mình thôi. Những cái game Hàn Quốc khác mình làm cũng chỉ có một cái góc nhìn đấy, nhưng mà game này có thể tận là rất nhiều góc nhìn luôn, dạng như kiểu game 3D luôn các bạn. À, anh em nhận mình cái token được từng 3 sao, tức là cũng phải dừng sẽ làm cái từng bút thì phải. Erika. Thế giới này nó hơi hơi cái tông màu nó hơi tối một chút. Ok, nên nó đang hướng dẫn cho chúng ta tham gia Fox. Ok, đấy là cái phần hướng dẫn để bố trí cái tướng ra trận. Xin chỉ cho chúng ta con đường. Monly. Ôi, nhanh thế. Chưa kịp review rồi. À, lại là một tướng nữa các bạn ạ. Tướng này là một tướng nhẹ. Ôi, xong giống cái con gì cũng trong Liên Minh Huyền Thoại nhỉ. Con Edwin này, con hay con này hay đi rừng mà đi hay hay rừng mà nó hay thả nhận ra này. Chiến lược nâng cao này. Lá chắn. Ok. Di chuyển. Anh em sẽ chạy ra cái chỗ khác để thu hút cái lượng đam vào con đấy. Để tránh ra. Khó phết đấy nhở. Chơi game này cái phần thao tác nó khá là khó. Một tướng nó có 4 cái skill nhưng mà phải bấm góc dưới với tay trái nó mới hiện ra được. Mình chọn chọn xong chọn target, chọn chọn cái đối tượng, sau đó lại bấm tiếp kỹ năng. Khá là khó để chơi. Được cái kiếm gì phải. Ok, anh em được 5 ngọc. À, đây là mặc đồ cho tướng này. Kiếm đây là kiếm thường, nhìn nó cùi cùi cùi. Trường học. Trường học thì chắc là dễ dạy anh em những cái bộ skill phải. À, bây giờ phần là triệu hồi. Úi giời, trông sexy thế. Anh em cùng xem cái phần ưu đãi của người chơi nhá. Ua. À, đấy cứ tưởng là được con đấy. Mà tất cả đi. À, được một tướng 4 sao này. Ui. Toàn tướng 4 sao luôn các bạn ạ. Đây phẩm chất nó sẽ chia làm cái gì đây? Mình cũng chưa rõ đây lần chưa là nhiều tướng lắm. Caribou, con này sẽ là dạng kiểu tanh. Con này sẽ là dạng kiểu gì đây? Một tướng nó sẽ có 1 2 3 mà có thể tối đa là 8 skill các bạn, một tướng có 8 skill. Ăn trưởng nó nhiều nhỉ? Lady. Tướng này tướng 3 sao này, còn ôm cả con cá nhé.
Ui, toàn thẻ vàng luôn các bạn ạ. Lại thêm rất nhiều tướng 4 sao nữa cơ. Toàn tướng 4 sao nhiều lắm luôn. Bây giờ nếu mà anh em muốn sắp xếp đội hình kiểu gì cũng khó. Đối với anh em phải hiểu được là cái hệ của nó. Ví dụ như con này là mấy con này là toàn con cung thủ này. Đây sẽ là con mấy con kiếm. Quay bừa đi xem nào. Không được con 5 sao à? Ít thở, ít thở, ít thở. Lại thêm những con 4 sao khác đây các bạn ạ. 4 sao tím. Ui, đẹp thật đấy. Là dung lượng của nó nặng thét lên đến tận 1.2. Ơ sao mình trợ hồi nhiều nhỉ? Trợ hồi mãi không hết luôn. Như vậy là anh em sẽ sưu tập tới 5 sao là hơi bị khó. Mình quay mấy lần rồi nhưng mà chỉ được thế thôi. Úi giời, em mà nhìn trông sexy đấy. Miễn phí triệu hồi. Khó phết đấy nhỉ. À, nhưng được một tướng 3 sao. Trông hình tượng nó cục xúc như này cơ mà. À, rồi rồi rồi. Hệ thống tướng ở đây có vẻ như là khó khăn phết là chưa hiểu được luôn. Đây là triệu hồi vàng hay sao? À, đây là rút đồ nhá anh em. Crit này, cộng mana hồi khôi phục mana. Còn Red CDT này là cái quái gì đây chưa hiểu được. Đây là cái dây chuyền. Game được Việt hóa bằng kiểu Google dịch cho nên là nó sẽ hơi chuối một chút anh em thông cảm. Nomen Summon. Tức là quái vật bình thường. Kinh nhỉ. Lắm thể loại ghê. Đầm con nữa 3 sao. Rồi 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 rồi. Ok ok. Đây là cái gì à? À đây là đăng nhập thưởng 7 ngày đây. Đúng nhỉ? Không phải đây là dạng kiểu là cái sự kiện anh em làm thêm cái nhiệm vụ thì là sẽ nhận được. Nhận nhiều thế. Ok, đây là sẽ là giao diện chính của nhạc. Sao mình cứ cảm giác như là cái tông màu nó hơi tối và không có sự tươi sáng. Ok, mình thử vào đây xem là cái ưu đãi người chơi mới nhờ nhá. Đây là 7 ngày của anh em đây. Trường học thử thách đây là dạng kiểu là event hộp lưu trữ túi đồ à. À không phải, đây sẽ là nạp. Ok bây giờ mình sẽ cho mấy con tướng nó đòi ra trận nhá, để xem là nó sẽ như thế nào. Đây rồi, anh em sẽ có toàn tướng 4 sao ra trận luôn. Rồi. Đây chúng ta sẽ thử đi đánh thử nhá. Ui, nhìn quả dàn này trông chất lượng không? Toàn dàn hồ báo luôn này, có cung này, có kiếm này. Ok, sẽ đi đánh thử luôn. À thì phần bên dưới thì cũng vẫn là ấy thôi, vẫn là cái thưởng sao của anh em. Ví dụ như bạc đạt 30 sao nên nhận được cái phần quà bên dưới.
Ok, đây là thể lực. Giờ chúng ta cùng xem cái dàn 4 sao này làm ăn như nào nhá. Ui, nhìn trông hổ báo phết đây. Oh, xong rồi. Nhanh vãi trưởng chứ. Chưa kịp xem cái gì kìa. Wow. Như vậy là ưu đãi người chơi mới cũng khá là nhiều. Cái giọng ghi âm mình chưa được Việt hóa hết đâu. Đó là kiểu nói chung là game của nước ngoài mà các bạn cũng không thể đòi hỏi được. Với các nhà phát hành thì không phải là nhà phát hành của Việt Nam. Họ sẽ dùng Google dịch thôi. Ồ, đấm con Goblin 3 sao. Đây là cường hóa này. Level 4. Cửa tiệm. Tạp chí này là cái gì? Nói chung là nó cũng là cái event thôi, không có gì cả. Tích chữ. Quất thần thật đấy nha các bạn nhá. Thấy nó không đánh nhau lâu lâu một tí để mình còn xem cơ rõ, nhưng mà đánh nhau nhanh quá. Rồi về không à. Xong. Có vẻ hơi nhanh. Các bạn có thể thấy là cái phần bên dưới bên tay phải sẽ là cái bộ kỹ năng của nó khá là khó để kết hợp chúng với nhau nếu như mà mình không hiểu hoặc là không rõ cái phần cốt truyện cũng như là yếu tố của tộc hệ ở trong này. Đây là một game khá là khó chơi đấy, không phải dễ đâu. Rồi. Hệ đồng tướng ở đây thì có vẻ như là rất là đa dạng. Ok, mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Vậy cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đánh giá chung là một con game phải nói là khó chơi, có một cái nét đồ họa nó khá là tối, cái gam màu không được tươi sáng cho lắm. Đó, thì mình nhìn có vẻ nó hơi khó, hay mắt mình kém. Hả nhỉ? Nhưng mà anh em sẽ cần phải tính toán khá là nhiều trong cái con game này. Còn cái phần âm thanh thì mình đánh giá cũng hay rồi, ưu đãi người chơi mới thì cũng khá nhiều đấy, anh em có thể là sưu tập thêm từ 4 sao một cách khá là dễ dàng, không có gì cả đâu. Nói chung anh em nào thích cái kiểu là dạng mới lạ một chút thì nên thử nghiệm tải cái game này về chơi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.